Chợ Đầu Bãi xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay là buổi chiều. Giờ là buổi chiều rồi. Đấy, tôi sẽ quay cái clip này nên giới thiệu với anh chị và các bạn những chiếc xe bên cửa hàng. Đấy. Đây là những chiếc touring các bạn nhé. Con này con Panrari này là điểm trắng đen rất là nổi bật đấy. Quay qua một chút. Đây là những chiếc xe touring. Còn trên kia là con BNC. Con BNC, con đấy là con này quay, con này là con BNC khung sắt. Nhưng mà con này đồ rất là đẹp đấy các bạn ạ. Đồ của nó rất là độc và lạ. Đấy. Tay đề bấm xả như bấm xả kiểu khác chứ nó không ấy, trông rất là đẹp và khác lạ. Đây là những chiếc xe touring. Bên ngoài con đầu cong, tay cong. Còn BNC GT. Còn ngoài còn Media, con gian, bên trong là con gian. Đây là những con xe cuộc. Đấy, giờ là buổi chiều các bạn nhé, giờ là khoảng tầm 3 giờ, hơn 3 giờ rồi. Bên là chúng tôi lại tiếp tục vẫn cứ tiếp tục đóng hàng cho khách từ sáng đến giờ. Con này là con thứ 3 trong ngày hôm nay rồi các bạn nhé. Buổi chiều hôm nay, đây là buổi chiều. Con này chiều hôm nay là sẽ chuyển đi. Đấy. Nhân viên đang đóng rất là cẩn thận, chắc chắn. Đẹp. Quay qua xem lại một lần nữa. Anh chị nào có nhu cầu xin hãy liên hệ vào cái số điện thoại là 0915 096 215. Số bên chợ là dùng Zalo. Các bạn hãy kết nối vào Zalo để gửi hình ảnh và gửi link từ bên YouTube sang các bạn nhé. Đấy, để anh chị và các bạn theo dõi cho nó dễ. Đấy. Đấy, vừa tôi quay ngược nó hơi tối đấy, này nó sáng à, sáng hơn rồi, còn nó tối quá. Đấy, như này nó sáng hơn rồi. Xe bên chúng tôi là toàn xe nguyên bản thôi các bạn nhé. Đấy. Và chợ Đầu Bãi cũng cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ từ đầu đến giờ. Đấy, bên chợ rất là cảm ơn rất nhiều về mọi người đã quan tâm ủng hộ và để tôi phát triển cái kênh chợ Đầu Bãi tôi cho nó tiến lên một nấc, để cho những cái sản phẩm đến với anh chị và các bạn nó đạt chuẩn cao hơn. Và hôm nay cũng như thường lệ mọi khi là tôi sẽ giới thiệu chi tiết riêng về một con xe touring các bạn nhé. Con này con touring được mang thương hiệu Czech các bạn. Czech. Đấy. Con này được là màu sơn kiểu long rất là hài hòa. Đấy các bạn ạ. Đấy. Con này là hôm nay tôi sẽ quay qua phần sơn cho anh chị và các bạn theo dõi phần sơn của con xe này. Đấy, con này là con Czech 7.1 các bạn nhé. Czech 7.1 phần sơn, phần sơn từ cụm phanh trong hãng còn xin zin hết này. Đấy các bạn, đấy rất là đẹp đấy, rất là đẹp. Đây cái phần này nó không phải là phần chất sơn đâu, cái này phần ni lông người ta dán nên là nó ấy lên thôi, nó không phải đâu. Đây là ni lông. Đấy, xích hãng còn nguyên theo xe các bạn này. Đấy. Nguyên theo xe. Đây là tem. Đấy, con này đã là nhôm alpha các bạn nhé. Con này nhôm alpha rồi. Đấy, con này xuất thị trường Nhật Bản.
sơn rất ngọt còn đẹp các bạn ạ. Đẹp. Con này là khung nhôm alpha và cả carbon các bạn nhé. Đấy, cả carbon. Sẽ quay qua về phần cấu hình nhỏ con xe này một chút. Đấy. Con này là vành hai lớp rồi các bạn này. Vành hai lớp. Đấy, đua lốc, đua inox nhá. Đấy, và đã chạy bộ líp Simolo 8 líp rồi. Đấy. Chạy bộ đà Simolo Acera. Đấy các bạn nhé, con này là cấu hình là bằng 8 lít 3 đĩa. Đấy, từ má phanh hãng còn nguyên đấy các bạn này. Đấy, con này đấy, yên hãng còn xịn nguyên. Đùi đĩa là đùi đĩa nhôm hợp kim. Nhôm hợp kim. Và cái này con này đã được chạy với bộ Mayer của Malaysia sản xuất các bạn nhé. Đấy, Malaysia FH 2400 do Malaysia sản xuất. Đấy, tôi sẽ quay qua một lượt. Con này là càng carbon này. Đấy, đây là thương hiệu Czech các bạn, thương hiệu Czech. Đấy, tay đà bấm xả Simolo ghi đông FSA các bạn nhé. Đấy, rất rõ ràng, bấm xả tại Simolo rất là còn đẹp đấy các bạn ạ. Đấy, ghi đông FSA, ghi đông phát tăng hãng còn nguyên cho xe. Đức tay bấm xả. Tám cấp các bạn nhé, 8 cấp, bên này là 3 cấp phía trên. Đấy, dây phanh hãy còn nguyên theo xe, dây phanh trước, dây phanh sau, cục phanh. Đấy, Đức xoay cho ông cái xe các. Các ông cái rẻ bên dưới rồi, ok rồi. Đây là mặt trái, bên trái của xe. Tôi cứ thường thường là cứ có đứa cháu nó hộ đây, nó xoay hộ. Đấy, càng trước càng carbon các bạn nhé. Mayer trước sau là Malaysia gỗ lốc. Đấy, con sơn mặt bên đây nó đẹp hơn cả mặt bên kia cơ. Đấy, rất là còn lành. Đấy, con này là check 7.1 đấy các bạn ạ. Nhôm alpha xuất thị trường Nhật Bản. Đấy. Size con này là size bao nhiêu? Đức ơi, Đức đo cho ông xem size con này bao nhiêu này. Size đứng con này bao nhiêu này? Đức con này là bao nhiêu này? Con này size đứng là 45 nhá các bạn nhá. Size đứng 45. 45. Đùi đĩa nhôm. Đấy. Chân chống hãng nguyên theo xe các bạn nhé. Chân chống theo xe. Quá nhanh rồi. Đấy. Tôi sẽ quay tổng thể con xe này cho anh chị và các bạn theo dõi. Đấy. Con này màu sắc rất là hài hòa đấy. Con màu tím than. Rất là sạch mà sơn rất là đẹp đấy. Nhìn thực tế rất là đẹp. Con này thì tôi sẽ cho ra đánh rửa, con này chưa được đánh rửa, mới mang về tôi chưa được đánh rửa các bạn nhé. Đấy. Và anh chị vào và các bạn có nhu cầu thì xin hãy liên hệ vào cái số điện thoại tôi đã nói bên trên. Và chờ đầu bãi cũng mong quý vị và các bạn theo dõi kênh, ấn vào nút đăng ký để được theo dõi những con xe của bên chợ về sau các bạn nhé. Đấy, những cái video mà tôi hàng ngày tôi làm thì anh chị và các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký kênh. Đấy, để ủng hộ bên chợ chúng tôi, và anh chị sẽ được theo dõi những cái con xe đạp mới và những hàng của Nhật bãi của bên chúng tôi mới về. Đấy, và chúng tôi cũng xin dừng video tại đây và cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi.